Tôi sẽ làm cho bạn một găng GLP màu hồng. 이 색깔이 예쁘네요. 네, 분홍색. 분홍색으로 해서 만들어 드릴게요. 이게 뭐 Đây là bộ gì vậy? 그게 hoa sen trắng. Một cây xương rồng. 열매. 백년초. Hoa sen trắng là một thành phần rất quý giá. 제주도에서 나는 저기 요거를 hoa sen trắng để làm bột. 이렇게 분말을 내는 거야. 그게 백년초. Đầu tiên, đổ dầu vào chảo. 한 방울 이렇게 둘러 줘요. Sau đó cho ít đường vào. Và sau đó tùy nhu cầu của bạn mà cho thêm. Tôi thì có rất nhiều nhu cầu. Bạn nói bạn thích màu hồng. Thêm 1/2 muỗng bột hồng. Bây giờ sẽ làm găng gel màu hồng. Khi bạn làm manjeong bằng cách thủ công ư? Đúng vậy. Điều quan trọng nhất khi đun sôi là giảm cường độ lửa. Điều chỉnh lửa nhỏ như thế này và thêm gạo nổ. Một cốc, hai cốc và khuấy đều. Nếu bạn vặn lửa xuống và khuấy đều, màu hồng sẽ dần xuất hiện. Dần dần chuyển sang màu hồng. Nó có màu hồng vì nó là bột sen trắng. Đó là Jocheong có vị manjeong. Nó không nóng. Hãy thử nó. Ngọt và ngon quá. Ngọt rất ngon, không giống như mật ong. Jocheong không dai. Nó có vị ngọt không? Vâng, mềm. 달달한 게 맛있네요. 근데 꿀이랑 다르게 역시 조청이요. 그렇게 찐득찐득한 건 없는 것 같아요. 좀 고소한 맛이 나죠. 이게 부드러워요. Nó mềm, 부드럽고, thật ngọt mà không bị hấp. Trộn chung 말이에요. với jocheong, tôi nghĩ nó sẽ giống cháo, nhưng dần dần lại giống gangjeong. Thử xem. Giòn quá. Nó khác hoàn toàn với gạo. Cách làm món này là vị dai của gạo. Ngâm gạo trong hơn một tuần và sau đó cắt ra để làm cơm woda. Sau đó làm khô gạo. Sau đó chiên. Nó được gọi là thực phẩm băm nhỏ và thực phẩm lên men. Vì vậy, nó có thời hạn sử dụng dài. Thời hạn sử dụng lâu vì nó lên men. Nó không hỏng ngay cả khi không có chất bảo quản. Đó là lý do hanga được gọi là thực phẩm lên men. Nếu bạn đặt siro màu hồng ấm và gạo mềm vào khuôn, hãy làm nguội và cắt sạch. Vậy là tạo ra găng gel. Nó có giòn và ngon không? Nó giòn. Có vẻ như cơm đang di chuyển trong miệng vậy. Khi chán mà có cái này ăn thì thật tốt. Tôi nghĩ rằng nó đang di chuyển. Nó rất tốt như một món ăn nhẹ vì nó có gạo ở trong đó. Bạn đã thấy quá trình thực hiện phải không? Không có chất bảo quản, bạn chỉ cần gạo và siro tươi. Bạn cũng có thể trải nghiệm nhiều loại đồ ngọt của Hàn Quốc như hạt vương cầu vồng. Tôi đã có thể cảm nhận tay nghề của các bậc thầy ở Damyang. Tôi đã làm một loại kẹo Hàn Quốc có nhiều màu sắc đẹp. Mọi người, hãy đến đây để ăn đồ ngọt. 한국어 드시러 오세요. 볼거리, 먹거리, 체험거리로 một nơi tuyệt vời để xem, ăn và trải nghiệm. Tôi nghĩ rằng dành mùa hè ở Damyang là một điều thú vị.